Các em thân mến, các em có biết bí quyết tạo nên may mắn trong công việc, tình yêu và cuộc sống là gì không? Hôm nay, cô sẽ giới thiệu với các em 12 bí mật của may mắn trong cuốn sách hay có tên Bí mật của may mắn. Cuốn sách này được viết bởi hai tác giả là Alex Rovia và Fernando Chias de Bet. Cuốn sách kể về câu chuyện giữa Matt và Jim khi họ tình cờ gặp nhau sau 50 năm xa cách. Trong khi Matt đạt được sự thành công và hạnh phúc đi lên từ hai bàn tay trắng, còn Jim vốn khởi đầu với nhiều ưu thế hơn thì nay lại bi quan, chán nản với nhiều thất bại trong đời. Matt đã kể cho Jim nghe về bí quyết thành công của mình qua một câu chuyện thần thoại mà 12 bài học trong đó đã luôn theo sát ông như một kim chỉ nam trên hành trình vươn đến hạnh phúc và thành công. Các em yêu quý, hôm nay cô gửi đến các em 12 bài học quý giá này cũng vừa là nhắc nhở bản thân luôn nhớ đến 12 bí mật của sự may mắn. Bí mật đầu tiên, hãy tạo ra những may mắn cho mình. Sự may mắn do tình cờ mà đến không thể kéo dài, bởi vì bạn sẽ có khuynh hướng ỷ lại và trông chờ vào những may mắn tiếp theo mà không muốn làm gì hết. Sự may mắn do chúng ta tự tạo ra mới là sự may mắn thật sự, và nó sẽ có thể ở lại với chúng ta lâu dài. Bí mật thứ hai, biết theo đuổi may mắn. Ai cũng mong muốn có được may mắn, thành công, nhưng chỉ có một số ít người sẵn lòng quyết tâm theo đuổi nó. Bí mật thứ ba, dám thay đổi để tạo điều kiện tốt hơn. Nếu bây giờ bạn không may mắn thì rất có thể là vì bạn đang duy trì những điều kiện, môi trường cũ và sẵn có. Để có được sự may mắn, bạn không nên chần chừ, phải cải tạo, phải tạo ra những điều kiện và môi trường tốt hơn. Và bí mật thứ tư là biết chia sẻ, giúp đỡ người khác. Tìm kiếm những điều kiện tạo nên sự may mắn không có nghĩa là chỉ nhằm vào lợi ích của riêng mình. Khi bạn cho đi, nghĩa là bạn đang nhận về. Vừa tìm kiếm để tạo ra những điều kiện của may mắn, vừa biết chia sẻ, giúp đỡ người khác sẽ khiến cho may mắn đến với bạn nhanh hơn. Bí mật thứ năm chính là đừng trì hoãn, hãy hành động ngay. Nếu bạn trì hoãn việc tạo ra những điều kiện mới thì may mắn có thể sẽ không đến bao giờ. Đôi khi tạo ra những điều kiện mới là một công việc thật nhọc nhằn, nhưng hãy thực hiện nó ngay khi có thể. Các em ạ, bí mật thứ sáu chính là biết tìm kiếm, để ý những điều nhỏ nhưng cần thiết. Đôi khi trong những điều kiện tưởng như đủ đầy nhất, may mắn cũng vẫn không đến. Hãy thật sự tìm kiếm những điều kiện tưởng chừng như không quan trọng, những chi tiết nhỏ nhất nhưng không thể thiếu được cho sự may mắn. Tiếp theo, bí mật thứ bảy là hãy dám tin vào điều bạn đã tạo ra. Đối với những người chỉ tin vào vận may thì việc tạo ra những điều kiện để được may mắn xem chừng thật ngớ ngẩn. Còn với những ai dám tin, dám tạo ra các điều kiện của may mắn thì họ không tin vào những điều may rủi. Và bí mật thứ 8, may mắn không thể mua bán được. Không ai có thể bán được sự may mắn của mình, và may mắn không thể nào mua từ bất kỳ ai. May mắn phải do chính người đó tạo ra. Đừng tin vào những ai đang cố bán hay truyền nó cho bạn. Còn bí mật quý giá thứ 9 là hãy giữ vững niềm tin. Sau khi đã tạo ra tất cả những điều kiện cần thiết thì hãy nhẫn nại, đừng vội từ bỏ dù có bất kỳ điều gì xảy ra.
Để đạt được sự may mắn, bạn phải có niềm tin và lòng kiên trì. Bí mật thứ 10. Thật là tuyệt vời các em ạ. Ai cũng có thể gặp may mắn. Hiểu rằng tạo ra may mắn chính là chuẩn bị điều kiện lý tưởng cho những cơ hội khi nó đến. Mà cơ hội thì lại chẳng liên quan gì đến may mắn hay sự tình cờ. Nó đến với tất cả chúng ta. Bí mật may mắn thứ 11. Cội nguồn của sự may mắn là gì? Vì ta chỉ có thể tạo ra may mắn bằng cách tạo ra các điều kiện. Vì thế, may mắn tùy thuộc vào chính bạn. Hãy bắt đầu ngay, bạn cũng có thể tạo ra may mắn cho chính mình. Các em có biết, cội nguồn của sự may mắn chính là những hành động của bản thân mình đấy. Và các em hãy nhớ, bí mật thứ 12, không bao giờ là quá trễ. Không bao giờ là quá trễ để bạn có thể tạo ra may mắn cho chính mình. Và bạn có thể tìm được sự may mắn từ chính sự không may mắn, những bất hạnh, thất bại của chính bản thân mình. Qua 12 bí mật này, các em có tìm ra bài học nào cho bản thân của mình không? Các em hãy nhớ những câu nói hay mà những người nổi tiếng đã nói về sự may mắn nhé. Thứ nhất, Woody Allen đã nói: sự kiên trì tạo nên 95% thành công. Em đã có sự kiên trì chưa? Nếu chưa, hãy cố gắng rèn luyện để có sự kiên trì nhé. Và câu nói thứ hai của Niki Lauda mà cô cũng rất thích, đó là niềm tin và quyết tâm nơi bạn là cội nguồn của mọi may mắn và thành công. Như vậy, bên cạnh sự kiên trì, em hãy luôn giữ vững niềm tin và luôn quyết tâm để đi đến thành công nhé. Một bài học thứ ba mà cô muốn chúng ta sẽ không bao giờ quên, đó là may mắn sẽ đến và giúp những ai có lòng dũng cảm và sống chân thành. Để có được lòng dũng cảm và sống chân thành, các em hãy rèn luyện tốt ba gốc: đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Các em ạ, có người luôn so bì là tại sao may mắn lại đến người này, người khác mà không mỉm cười với họ. Họ quên rằng chính những người đó đã tạo nên những tiền đề, điều kiện từ rất lâu để may mắn có thể đến được. Còn họ thì đã không nhận ra để làm điều đó. Và không bao giờ là quá muộn để tạo ra sự may mắn cho mình. Các em thân mến, sau khi nghe cô giới thiệu sách, nếu thấy hay, em hãy tìm mua cuốn sách Bí mật của may mắn để ủng hộ tác giả nhé. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.